Trên trang chủ, Man United thông báo đã chiêu mộ trung vệ Leny Yoro từ Lille. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến năm 2029 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Man United không tiết lộ số tiền phải trả, nhưng theo nhiều nguồn tin uy tín, Yoro đã tốn một quỹ đỏ 62 triệu euro. Phát biểu trong ngày ra mắt, Yoro nói: "Được ký hợp đồng với một câu lạc bộ có tham vọng và tầm vóc như Man United ở thời điểm đầu sự nghiệp là vinh dự không tưởng của tôi. Ngay từ những cuộc nói chuyện đầu tiên, Man United đã đặt kế hoạch rõ ràng về lộ trình phát triển của tôi trong một dự án đầy thú vị của câu lạc bộ. Họ cũng rất quan tâm tôi và gia đình. Tôi biết rõ những cầu thủ trẻ từng chơi cho Man United và cảm thấy nơi đây là hoàn hảo để phát huy tiềm năng cũng như thực hiện tham vọng. Tôi không thể chờ đợi được xỏ giày ra sân." Leny Yoro mang quốc tịch Pháp, năm nay 18 tuổi. Vào tháng 5 năm 2022, trung vệ này ra mắt Lille khi mới 16 tuổi. Yoro đã chơi 60 trận cho đội bóng nước Pháp. Mùa 2023-2024 là mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Yoro tính đến nay. Trung vệ người Pháp đã giúp cho Lille giữ sạch lưới 15 trên 32 trận ra sân tại Ligue 1, góp công lớn vào tấm vé dự Europa League mùa tới của câu lạc bộ này. Phong độ cao đã giúp cho Yoro lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu số 1 nước Pháp. Thương vụ Mason Greenwood đã được Marseille công bố trên trang chủ. Chi tiết hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo Sky Sports, Mason Greenwood đã ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Frenrome. Để sở hữu chữ ký của tiền đạo này, đội bóng thành phố cảng nước Pháp phải trả cho Man United 26,6 triệu bảng, đã bao gồm chi phí pha sinh theo các điều khoản. Trong hợp đồng, Man United đã đính kèm điều khoản hưởng 50% chênh lệch nếu sau này Marseille bán Greenwood với mức giá cao hơn. Sau khi ký hợp đồng, Mason Greenwood đã được Marseille trao chiếc áo số 10. Số áo này đã thể hiện được sự tin tưởng mà đội bóng thành phố cảng nước Pháp dành cho tiền đạo người Anh. Ở hai mùa giải gần nhất, số áo này được dành cho Alexis Sanchez và Emerick Aubameyang. Như vậy, Greenwood đã chia tay Man United sau gần 6 năm khoác áo đội 1. Kể từ ngày ra mắt ở mùa giải 2018-2019, tiền đạo này đã thi đấu tổng cộng 129 trận, ghi được 35 bàn thắng. Ở mùa giải trước, mùa 2023-2024, Greenwood khoác áo Getafe theo dạng cho mượn. Anh đã gây ấn tượng ít nhiều với 10 bàn trên 36 trận, được các cổ động viên của Getafe bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Với khả năng dứt điểm tốt bằng 2 trận, Greenwood được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Marseille. Anh tỏ ra rất thích thú khi được làm việc với huấn luyện viên Roberto De Sarvi, người vừa chuyển tới từ Brighton sang Marseille sau mùa giải 2023-2024. Graham Potter là một trong những ứng cử viên có thể tiếp quản đội tuyển Anh sau khi Gareth Southgate từ chức. Cùng với đó là Eddie Howe, Mauricio Pochettino và Joachim Löw. Trong khi đó, huấn luyện viên U21 Anh Lee Carsley nhiều khả năng sẽ được bổ nhiệm tạm quyền để dẫn dắt Tam sư tại Nations League 2024-2025 khởi động vào tháng 9. Potter đã phát biểu khá thận trọng về cơ hội dẫn dắt đội tuyển Anh sau khi nhận được bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Leeds Buckeyes. Cựu huấn luyện viên của Chelsea và Brighton đã chia sẻ: "Tôi không nghĩ đây là thời điểm để nói về việc đó. Tôi cho rằng Gareth Southgate đã làm một công việc tuyệt vời. Tôi không nghĩ ai ở đất nước này đáng được tôn trọng trong bóng đá hơn Gareth. Ông ấy đã dẫn dắt đội bóng rất tuyệt vời và xứng đáng được tôn trọng. Bây giờ là lúc mà Gareth được nghỉ ngơi và tôi chúc mọi điều tốt đẹp đến với ông ấy, dù ông ấy làm gì tiếp theo trong sự nghiệp." Graham Potter từng dẫn dắt Brighton rất thành công nhưng lại gây thất vọng khi trong vánh ở Chelsea. Hơn một năm sau khi bị The Blues sa thải, Potter vẫn đang thất nghiệp. Nhận được không ít lời mời ở khắp châu Âu, bao gồm cả đội tuyển quốc gia Thụy Điển, nhưng Potter đều từ chối để chờ đợi thay Southgate. Nếu có một cái tên được chú ý nhất tại Euro 2024 thì đó phải là Lamine Yamal, người đón sinh nhật tuổi 17 chỉ một ngày trước trận chung kết rồi sau đó nâng cúp vô địch. Ngôi sao chạy cánh phải của Tây Ban Nha có 4 pha kiến tạo, cùng với đó là giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024. Cú sút ghi bàn vào lưới tuyển Pháp ở bán kết cũng đã mang về cho Lamine Yamal giải thưởng bàn thắng đẹp nhất. Sau khi Euro 2024 đi qua, trang dữ liệu Transfermarkt đã cập nhật giá trị của các cầu thủ qua sự kiện tại Đức. Một lần nữa, Lamine Yamal nổi bật nhất. Transfermarkt định giá Lamine từ 90 triệu euro lên mức 120 triệu euro trong vòng 1 tháng. Không ai trong số các cầu thủ giữa Euro 2024 có giá trị tăng cao như viên ngọc của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Bước tăng trưởng này đã giúp cho Lamine Yamal gia nhập top 10 ngôi sao đắt giá nhất bóng đá thế giới của Transfermarkt, cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình của Barca. Arda Güler của Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng vọt giá trị sau những màn trình diễn xuất sắc. So với trước khi Euro 2024 khai mạc, giá trị của Güler từ 30 triệu euro tăng lên mức 45 triệu euro. Tương tự là trường hợp của Ricardo Calafiori
Trung vệ trẻ thi đấu rất hay trong thành phần đội tuyển Italia. Rory cũng đã tăng giá thêm 10 triệu euro lên mức 130 triệu euro. Anh nằm trong top 7 cầu thủ giá trị nhất và là tiền vệ trung tâm có giá trị cao nhất giữa các cầu thủ tấn công. Theo tiền vệ Rodrigo De Paul thuộc quân Lionel Messi đã cảnh báo các cầu thủ Argentina, nhưng họ vẫn hát bài phân biệt chủng tộc tuyển Pháp khi vắng ảnh. Messi đã nhiều lần ngăn các cầu thủ Argentina hát những bài cổ động giễu cợt đối thủ. Sau trận chung kết Copa America 2021, chính De Paul định hát bài chế nhạo tuyển Brazil. Thủ quân đã đẩy tiền vệ này và lắc ngón trỏ ngăn lại. Tại World Cup 2022, khi mừng bàn vào lưới của Mexico, tiền vệ Enzo Fernandez cũng đã định hướng về khán giả của đối thủ để hôn lên biểu tượng Argentina và khiêu khích, nhưng Messi đã gạt tay ra. De Paul đã nói trên kênh OLGA: sau khi Argentina thắng Colombia 1-0 tại chung kết Copa America 2024 tối ngày 14 tháng 7, Messi tiếp tục nói rằng toàn đội không được chế giễu đối thủ nào. Anh muốn chúng tôi chỉ ăn mừng và tận hưởng chiến thắng của bản thân. Trách nhiệm của Messi trong việc này là chủ đề gây tranh cãi tại Argentina. Thứ trưởng thể thao Julio Garro đã nói trên Radio Urbana Play rằng Messi cần lên tiếng và xin lỗi thay cho đồng đội vì chuyện này đã khiến cho Argentina rơi vào tình huống tồi tệ. Và dù cho đã đính chính và cho rằng đó chỉ là quan điểm của cá nhân ông, nhưng ông Garro vẫn bị cách chức chưa đầy một ngày sau đó. Tổng thống Javier Milei và Phó Tổng thống Victoria Villarruel đều cho rằng Fernandez không làm gì sai, chỉ nói lên sự thật và Messi không cần phải xin lỗi người Pháp. Với mức chi khoảng 35 triệu bảng, Man City đã sở hữu chữ ký của Savinho. Đây là tân binh đầu tiên cập bến Etihad trong phiên chợ hè năm nay. Thương vụ này đã được Man City công bố trên trang chủ. Theo đó, Savinho đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, thời hạn tới mùa hè năm 2029 với đội chủ sân Etihad. Trong lễ ra mắt, tài năng trẻ 20 tuổi người Brazil đã được Man City trang chiếc áo số 26. Đây là số áo cũ của Riyad Mahrez. Savinho đã chia sẻ sau khi ký hợp đồng với Man City: tôi rất vui khi gia nhập Man City, nhà vô địch của Premier League và FIFA Club World Cup. Mọi người đều biết Man City là câu lạc bộ mạnh nhất thế giới ở thời điểm này. Tôi rất háo hức trước cơ hội được làm việc cùng huấn luyện viên Pep Guardiola. Ông ấy là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất. Tôi đã có trải nghiệm tốt ở Tây Ban Nha và muốn thử thách mới khi thi đấu tại Premier League bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất. Và hy vọng rằng tôi sẽ có những đóng góp vào thành công của Man City. Mùa trước, Savinho tiếp tục bị đẩy tới Girona. Tại đây, anh đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 9 bàn và đóng góp 9 đường kiến tạo, giúp cho Girona với đích thứ 3 tại La Liga, chỉ sau hai ông lớn Real Madrid và Barcelona. Hồi tháng 3, tài năng trẻ này cũng được trao cơ hội ra mắt tuyển Brazil ở trận thắng Anh 1-0. Vừa qua, Savinho được triệu tập tham dự Copa America 2024. Anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Senegal ở trận thắng Paraguay 4-1.